Bóng đá 24 giờ New trân trọng gửi tới quý vị độc giả lịch thi đấu bóng đá hôm nay, ngày 15 tháng 9 và dạng sáng ngày 16 tháng 9 được cập nhật mới nhất. Chính xác nhất từ các giải đấu, lịch thi đấu Europa League vòng bảng, 23 giờ 45 ngày 15 tháng 9, bảng H Monaco và Ferencvaros FPT Play. 23h45 ngày 15 tháng 9, bảng h j và Grovena Zvezda FPT Play, 23h45 ngày 15 tháng 9, bảng G.Olympiacos và Freiburg FPT Play 23h45 ngày 15 tháng 9, bảng g Karabakh và Nanti FPT Play, 23h45 ngày 15 tháng 9, bảng FFC Mid Zealand và Lazio FPT Play 23 giờ 45 ngày 15 tháng 9, bảng EFC Serif và Man United FPT Play, 23 giờ 45 ngày 15 tháng 9, bảng Feyenoord và Sturm Gray FPT Play. 23 giờ 45 ngày 15 tháng 9, bảng E Sociedad và Omonia Nicosia FPT Play, 2 giờ ngày 16 tháng 9, bảng D Union ST, Gilles và Malmo FF FPT Play. 2 giờ ngày 16 tháng 9, bảng B Dynamo Kiev và Laknaka FPT Play. 2 giờ ngày 16 tháng 9, bảng B Ren và Fenebache FPT Play. 2 giờ ngày 16 tháng 9, bảng A Arsenal và PSV hoãn. 2 giờ ngày 16 tháng 9, bảng A Bodo, Klim và Zurich FPT Play. 2 giờ ngày 16 tháng 9, bảng DSC Braga và Union Berlin FPT Play. 2 giờ ngày 16 tháng 9, bảng Serian Betis và Ludogore FPT Play. 2 giờ ngày 16 tháng 9, bảng C Roma và SJK Helsinki FPT Play, lịch thi đấu Europa Conference League vòng bảng. 23 h 45 ngày 15 tháng 9, bảng GCFA Plus và Sivasper FPT Play, 23 giờ 45 ngày 15 tháng 9, bảng H Punic và Slovan Bratislava FPT Play. 23 h 45 ngày 15 tháng 9, bảng G Slavia Prague và Bokani FPT Play, 23 giờ 45 ngày 15 tháng 9, bảng H for News và Basel FPT Play. 23 giờ 45 ngày 15 tháng 9, bảng F Garden và Mou FPT Play, 23 giờ 45 ngày 15 tháng 9, bảng EAZ Alma và FC Fadut FPT Play. 23 45 ngày 15 tháng 9, bảng FGen và Samrock Rover FPT Play, 23 giờ 45 ngày 15 tháng 9, bảng Eapolong e Limason và SC Nipro 1 FPT Play. 2 giờ ngày 16 tháng 9, bảng B siêu Bóc vào West Ham FPT Play, 2 giờ ngày 16 tháng 9, bảng D Partizan Belgrade và Nai FPT Play. 2 giờ ngày 16 tháng 9, bảng B FCFC SB và Underlet FPT Play, 2 giờ ngày 16 tháng 9, bảng A AFS và HFPT Play. 2 giờ ngày 16 tháng 9, bảng C Hapoel và Villarreal FPT Play, 2 giờ ngày 16 tháng 9, bảng A Istanbul Basaksehir và Fiorentina FPT Play. 2 giờ ngày 16 tháng 9, bảng DFC Cologne và Slovakko FPT Play, 2 giờ ngày 16 tháng 9, bảng Selec Poznan và Austria Wien FPT Play. Lịch thi đấu cúp quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ vòng 1, 17 giờ ngày 15 tháng 9, Nigeria Anadolu FK và Kahaman Maraspur. 18 giờ 30 ngày 15 tháng 9, Mazidagi Forfaspor và Bitlis Osguzodespur. 19 giờ ngày 15 tháng 9, Karaman Belediyespur và Mehmet Akip Esoy University CFC. 19 giờ ngày 15 tháng 9, 1074 Can và Boyer Bad, 1868 Spor, 19 giờ ngày 15 tháng 9, Neveihia Belediye Spor và Jost 1959. 19 giờ 45 ngày 15 tháng 9, Katan Casper và Edenesper, lịch thi đấu Malaysia Super League vòng 15, 20 giờ ngày 15 tháng 9. Melaka United và Kuala Lumpur FA, 20 giờ ngày 15 tháng 9, Petaling Jaya City FC và Johor Darul Tazim FC, lịch thi đấu vô địch quốc gia Uzbekistan vòng 19. 20 giờ 30 ngày 15 tháng 9, AGMK và Paktako Tashkent, 21 giờ 30 ngày 15 tháng 9, Olympic và Banyotko Tashkent, lịch thi đấu vô địch quốc gia Cyprus vòng 4. 23 giờ ngày 15 tháng 9, Aris Limason và Camiotis Pano Plemidian, lịch thi đấu hạng nhất Faroe Island vòng 23. 21 giờ ngày 15 tháng 9, B36 Tosavern 2 và Andrit FF, lịch thi đấu hạng nhất Ba Lan vòng 11, 23 giờ ngày 15 tháng 9. Sendecha Novi Son và Sto Zesup, lịch thi đấu hạng nhất Trung Quốc vòng 21, 14 giờ ngày 15 tháng 9, Quang Si và Sang Hai Ziadding. 14:30 ngày 15 tháng 9, Beijing Technology và Sichuan Junior, 14:30 ngày 15 tháng 9, Trinh Đảo Hai New và Cizia Tung Gongfu. 18:30 ngày 15 tháng 9, Chelsea si Baderman và Hai Cheng ICTFC, lịch thi đấu cúp quốc, quốc gia Brazil, 6 giờ ngày 16 tháng 9. BK Corinthian và Fluminense, lịch thi đấu cúp quốc, quốc gia Argentina vòng 1 phần 8, 7 giờ 10 ngày 16 tháng 9, Vele Southfield và Independiente. Lịch thi đấu vô địch quốc gia Chile vòng 25, 1 giờ 30 ngày 16 tháng 9, Palestino và Universidad de Chile, 4 giờ ngày 16 tháng 9. Antofagasta và Curico Unido, 6 giờ 30 ngày 16 tháng 9, Cobrezo và Colo Colo, lịch thi đấu vô địch quốc gia Mexico lượt về. 7 giờ ngày 16 tháng 9, Cruz Azul và Leon lịch thi đấu vô địch quốc gia Paraguay lượt 2. 3 giờ 45 ngày 16 tháng 9, Guarani và Sportivo Emiliano. 6 giờ 15 ngày 16 tháng 9, Nacional Asuncion và Olympia lịch đấu chi tiết mời các bạn xem trong phần mô tả nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ New. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để nhận thông báo mới nhất về lịch thi đấu nhé các bạn.